mình tên Hồng Kaka. Ok, hello, chào bạn, mình tên Đông Bơ Nụ. Ok, chào các bạn nhá. Ok, chào các bạn, mình tên Văn Dung. Ok, hello, chào mừng các bạn quay lại với channel Nông nghiệp Việt Nam ở châu Phi. Đấy thì như hiện tại là anh em là đầy đủ là ngồi đấy là cũng có chủ công việc các bạn nhé. À, cùng nhờ đến các bạn một số vấn đề. Hôm nay anh em mình là đang chuẩn bị đi làm các bạn, nhưng mà giờ là ngồi bàn bạc công việc một chút về cái dự án sắp tới này. Như bữa trước anh Hùng, anh Ninh cũng đưa cái giống lúa lúa nương ở bên Việt Nam sang đây. Anh em mình sắp tới là muốn giúp người dân trồng lúa, và giờ là gọi là giá cái vấn đề là giờ là chuẩn bị hết mùa mưa các bạn. Nên là bữa trước cũng có một số cô chú cũng như anh chị là cũng điện tham gia anh em mình, cũng như là hướng dẫn dặn anh em mình là lên trồng mùa mưa. Đấy, nên trồng mùa mưa. Mọi người nói là lúa nương nó không đòi hỏi nước, nhưng phải trồng mà khi chớm mùa mưa thì nó mới đẻ được. Đấy, gọi là lúa nương, nhưng mà phải trồng trong ruộng, không trồng trong ruộng được, nhưng mà phải có nước xuống đấy. Nhưng mà bây giờ hiện tại bây giờ bên này là mùa mưa đấy, mình gọi là mùa khô, mùa nắng hết, mùa khô luôn. Bây giờ trồng là cùng ăn đấy. Thì thực tế ở đây là anh em mình chưa ai trồng lúa nương bao giờ. Quê anh nào cũng nước đấy. Nên là anh em mình cũng vẫn đang thân vân, không biết là phải làm thế nào. Còn lúa thì sang rồi. Đây, thì sang đầy đủ các loại các bạn nhé. Lúa nướng rất là nhiều loại, nhiều vùng miền khác nhau. Mọi người cùng gửi và cùng có cả nếp nướng nữa. Thì anh em mình đưa sang thì cũng là muốn trồng để thành công ở bên cho người dân ở bên châu Phi, nhưng mà bây giờ hiện tại là mùa mưa sắp hết là hết rồi đấy. Hết rồi, mưa là hết rồi, mưa hết rồi. Còn nếu có gì thì cùng lắm một vài trận nữa thôi. Mọi năm là tháng 4, đầu tháng 4 là hết mưa. Nhưng mà trồng thì mà nó rồng. Đây, thì giờ mình bữa trước bọn em mới đưa sang, thì anh với các cái tìm đất hết rồi nhỉ. Tính là trồng luôn, bắt đầu trồng luôn này. Nhưng may là cái video đó lên là vào thăm bản AK lên là mọi người là điện nhiều quá, mọi người nói là góp ý, mọi người điện góp ý này. Mọi người bảo nên dừng lại để chờ mùa mưa xuống để trồng. Chứ bây giờ mà kiểu đưa hạt giống sang nó khó khăn như thế. Và bây giờ mà trồng mà mới nữa vào mùa nắng thì không được, lúa nó không phát triển được. Đúng là lúa nướng thì trong đơn giản hơn lúa được. Đấy. Nhưng mà phải có mưa. Chứ không phải là gọi là lúa nướng là trong khi nào cũng được đó. Anh có thể chịu hạn là vì không nằm trong được được. Nó phải có mưa. Vì cái dự án lúa này thì anh em mình cũng muốn nhân rộng đấy các bạn, cũng muốn trồng nhiều luôn, trồng nhiều giúp người dân mỗi bản một mảnh để sau vừa là thí nghiệm mà vừa là kiểm tra xem chất đất ở bản nào là tốt, để anh em mình nhân rộng mô hình trồng lúa giúp người dân đấy các bạn. Những cái lúa nướng này là chăm sóc có thể mà để giống được ha. Đây thì mình phải trồng để giống, nhưng mà vì như là hết mùa mưa đấy, mấy hôm nay tá sáng là mưa liên tục cuối mùa các bạn. Cuối mưa là mưa có kể mưa là đi đường ngập, xe là ngập hết, đường hư hẻo hỏng hết. Mà cái đưa hạt sang rất khó khăn, và bây giờ làm sao mà trồng cẩn thận. Nói chung là không được 10 thì cũng phải được 7, được 8 đấy. Chứ bây giờ mình mà trồng hôm sau mà đúng như mùa nắng năm nào cũng vậy là cỏ nó héo hết, cái cỏ xanh như thế còn còn héo khô. Mình nghĩ đơn giản là cái lúa thôi, làm sao khỏe mà cái cỏ được, cái cỏ nó còn héo. Bây giờ từ đưa ra hạt giống sáng bây giờ thì trong tùm lum đó là mất công phí thật, bị công là đưa hạt giống sáng, nên là phải chơi đừng chơi vù. Nói chung là hôm nay cùng anh em mình bàn bạc đấy, cũng là vì là không chưa còn kinh nghiệm mà không có đấy, vì là chưa ai bao giờ trồng cả. Ai trồng mấy con lính ở giờ là có đông đi tao. Con lính gì? Là mình không biết gì về nông nghiệp. Con lính học xong sang bên đây trồng đi. Không biết gì về nông nghiệp cả. Thôi thì nhờ khán giả là góp ý, liên hệ tư vấn các kiểu để anh em hỗ trợ người dân. Chứ thực chất anh em này về giống lúa thì cũng không biết mấy đâu. Phải nhờ đến tất cả mọi người có kinh nghiệm góp ý cho anh em trong team làm cái dự án mà lúa cho tất cả các bạn này. Nếu mà lúa nước thì đáng có một ít kinh nghiệm. Chứ lúa nướng thì thực ra là chưa ai trồng bao giờ cả. Trong cả vùng cáo rồi, vùng cáo thôi. Thì đúng là mình cũng hay vào cũng vào trên mạng xem ấy.
Có trồng rồi, đúng là có hôm có người người ta quay khi mưa phùn xuống này thì nhìn cái lúa rất là đẹp luôn. Nói chung cùng nhiều người ở nhà lúc gửi giống cho mình đó, cùng gọi điện là hướng dẫn cho mình cái cách làm, cách trồng, hay là trước khi vào mùa mưa là chặt đốt, chặt những cái cỏ đấy, cắt những cỏ để xuống đốt sống để làm phấn luôn đấy. Xong bắt đầu mua một cái ruộng ấy, mưa được 1 đến 2 tấn đầu mua đấy, là bắt đầu là để gầy chọc cho cả bạn đấy, chọc bắt đầu gì, cái chú bữa hôm trước chạy điện cho anh em mình nói như vậy, thì bắt đầu chuẩn bị hết mùa mưa đi chặt cái cỏ để cho nó héo nó khô đấy, xong sau đốt đốt xong mưa xuống là đi, chuẩn bị mưa xuống là đi bỏ hẳn lúa luôn. Thì ở bên này mưa cũng vài ngày lại mưa một trận em thêm. Hợp lý, mình nghe cũng hợp lý. Trong bích lúa giống người ấy, con có nhiều người Việt cả hướng dẫn cách sử dụng và cách tăng luôn. Mùa mưa thì mấy tháng nữa? Mưa thì 6 tháng nữa. Đầu là giảm bên này, mình thời điểm bên này là hai mùa nặng mùa mưa thôi. Như vậy, mùa khô mùa, như bắt đầu hết mùa mưa thì phải tiếp 6 tháng mùa khô. Mùa tháng đến mùa mưa được. Nó là lâu, nó chỉ giảm một dư có lâu mày. Giống mình bảo quản tốt, chứ bây hiện tại đang để nguyên loại kiên đóng rắn như nào để ra để đóng không sổ đấy. Thì phải bảo quản nó nơi không biết là hay là ta thử cho một chút một ít ở cái chỗ cái bản nào có nước, không còn phần nhiều thôi. Ta chỗ bản nào có nước ta chờ, ta chờ đến mùa mưa cho thông thử nghiệm một như kiểu một mảnh nhỏ thôi. Nếu có thì ví dụ chẳng hạn là nếu mà thành công thì sau lại nhân rộng cái kiểu như thế này. Rồi, nếu mà thành công đây trong hai mùa luôn. Như bản Ninh Phi Níp này, bản Ninh Phi Níp có nước vào đúng không? Trồng hai mùa thì tốt. Nếu mà trồng được hai mùa đúng không? Phải thử nghiệm nhỉ. Đúng không? Thầy, mái ta đem mồi loài một bản thế này đó. Một bản cho nhiều lắm đấy. Vì bỏ phần hạt. Phân chia ra thì ông cọc gặp theo. Đóng cái biển này nè đúng không? Cái biển mua dùng không? Như ở quê cái gì, ngày xưa là có hội gì hay? Hội gì mà đến thí nghiệm trồng lúa ở bản này ở làng mà có chuyên giống lúa mới này, giống mới này hồi nóng rắn này nông dân tập thể cắm biển từng ruộng một kiếm mảnh đất nhà ai mà đẹp đấy, ông đến là cắm biển lại, họ trồng họ chăm sóc đúng kỹ thuật luôn, thử làm mẫu đấy, làm mẫu này có mà mình chưa trong trại mùa này mình cũng chăm sóc như đúng kỹ thuật như ở ngoài trong đúng mùa mưa, nếu mà được thì sẽ trồng hai mùa. Giáo loài nào thì cắm biển loài đó mình thử ít thôi, không thử nhiều, thử thôi. Vì cái giống gửi sang khó các bạn ạ. Nhưng mà mọi người yêu quý rằng là gửi sang gửi một phần rồi đưa sang đây một phần nữa rất là khó. Chẳng hạn ít để được anh em mình là muốn là giúp nhiều luôn. Chứ một bản này giúp này bản kia không giúp thì cũng rất là khó. Nên là đã giúp thì giúp tất cả các bạn. Nên là thử nghiệm một thử nghiệm tại hiện tại vì đưa hạt giống ra khó khăn mình thì tấn trong cái hạt giống này đấy. Thì bây giờ mà để đi trong thử mà cả ông đưa cả đi trong thành đống á, trong cô vụ đúng không? Vì ở nhà Việt Nam mình gửi về chỗ anh em mình cũng có rồi. Rồi một công đoàn là mang từ Việt Nam qua đây, qua hải quán nó cũng có phải là dễ dàng lắm, nhưng hôm đi đây quản lý trưởng không bãi được chứ. Hoảng ơi, hoảng như này à. Thì mới đây là cái hạt giống mình đúng rồi, nhiều loài lúng túng quá, thập cẩm không hiểu cái thứ chí mà trồng như kiểu hồ sơ cái trồng trồng như kiểu mấy cái đồ cẩm mè cái kiểu gì cò mấy cái này đấy giống mà hồ xoay vậy. Luật Việt Nam mình nghiêm vậy mà đúng luật là phải đi kiểu đúng đi rồi. Là phải kiểm định và kiểm định ấy. Kiểm định quan như kiểu quan niêm phong đi, cái thùng này là thùng muốn giống này nên chẳng có cái tem niêm phong đây nhiều quá nhiều. Tôi cứ tính vậy đi để nhờ khán giả đấy góp ý cho tất cả anh em còn về lúa trái mùa này để xem như thế nào. Thì nói chung là anh em mình làm video này anh em cũng thân vân rất là nhiều. Chưa như đợt vừa rồi anh em mình trồng ngô thế các bạn, ngô trái mùa nó không rất là khó trồng, không phát triển được như ngô chính vụ này, ngô trái mùa là sâu lên nhiều. Chúng làm nông nghiệp là cái gì cũng phải đúng thời vụ, phải đúng thời vụ thì mới có năng suất và hiệu quả cao. Thì hôm nay anh em mình cũng là lên đây cũng vừa bàn bạc và là bây giờ điều quan trọng cũng là nhờ đến các người có kinh nghiệm cũng như là các kỹ sư về nông nghiệp ấy. Về trong lúa nướng, comment là bình luận ở dưới video để anh em mình là vào đó đọc để là tham khảo tiếp thu để là được rút ra kinh nghiệm để mà làm đó. Mua trái vụ hoặc là thời vụ gì đấy
thì để làm cho được giúp người dân. Nếu mà thành công thì rất là tốt, thành công thì tất cả đều gạo này bên đây thì đắt nữa. Gạo thì nói chung là đông được thì là để cho người dân là bớt đói cái đã. Còn sáu thì nhân thôi. Một vài năm sáu thì là cho là được này... anh em mình sẽ sau này sẽ trồng lúa, giúp người dân trồng lúa, giúp sản xuất ra gạo để người dân là thay còn lúa đó, cọ lúa đó sẽ có máy, sẽ có máy, có máy sẽ đóng cái máy ở Việt Nam sang, có máy là cái này đây có bao bì đóng đi xuất khẩu chấu anh em mình chấu anh em mình dùng để thôi bảy giờ dân là đóng ra được đóng kiểm lương thực là được rồi, lương thực thôi còn xuất khẩu thì có xuất khẩu nhưng quá thì no thì ấm bụng, ấm bụng đang đói đang lạnh như này đang no thôi thì nói ra chứ có cái động lực mà làm gì này nói sao cứ phải no cái bụng thì mới nghĩ được mới ra những cái việc gì để mà làm. Giờ bụng đói nghĩ ra được như cháu ông ta nói đấy, có thực mới vực được cái đầu giờ chứ cái mắt đang nghĩ làm sao là cho hôm nay ăn cái gì cho nó no này thôi bây giờ nấu ăn ăn sáng để tiếp tục đi làm tiếp tục ăn sáng cái cơm ráng và mì tôm các bạn ai ăn gì thì ăn thế thì video đây thì anh em mình cũng là nói quá về cái chương trình là kế hoạch trong lúa nướng ấy, xin mong mọi người ủng hộ và giúp đỡ góp ý kiến cho anh em mình. Đấy thì video này anh em mình cũng xin kết thúc tại đây. Mọi người hãy nhớ đăng ký kênh của Nông nghiệp Việt Nam ở châu Phi để anh em chúng tôi có động lực giúp đỡ những người dân nghèo và các em nhỏ mồ côi miền núi châu Phi các bạn nhá. Chào các bạn.